Đây mình có cái bình gốm chu đậu. Bình này có một cái duy nhất của ông anh, ông chơi sưu tầm và ông để lại nè quý vị các bạn. Cái này là cái nắp. Quý vị các bạn nào muốn chơi sưu tầm thì comment dưới ha. Mình gửi báo giá. Bình rất là đẹp và lành tích. Cái kiểu dáng nó cũng rất là đẹp quý vị các bạn ha. Kiểu dáng nó cũng rất là lạ ha. Cái cổ nó thấp, à, cái quai nó nhỏ xíu rồi. Cái quai cái miệng. Bình này không biết ngày xưa người ta làm bình trà hay bình gì. Ở trên đây thì có hoa văn rồng ha. Đúng không? Cái này là cái đầu con rồng. Đó. Hoa văn rồng với lại nước. Ý chà. Rớt cái nắp xuống bể cái nắp là mệt luôn á. Đây. Gốm chu đậu từ thế kỷ thứ 14, 15 quý vị các bạn. 15, 16. À, đến đây là mấy trăm năm. Hình rồng rồi sông nước. Đúng không? Bình lành tích cái gì các bạn nha. À, lành tích rất là đẹp. Hay cái hoài nó ngày xưa người ta làm hay quá ha. À. Đây, quay cái đít cho quý vị các bạn xem nha. À, cái đít của nó ha. Rất là đẹp quý vị các bạn nha. À, vân hình con rồng. Thấy chưa? À. Con rồng với lại mây ha. Con rồng giống như đang ẩn ở trong một cái đám mây vậy. Đúng không? À. Rất là đẹp ha. Xuất sắc luôn quý vị các bạn, lành tích. Bình này rất là giá trị quý vị các bạn nha. Giá nó cũng hơi cao á. Giá nó lên hàng 3x quý vị các bạn nha. À, nhìn cái nắp nó. Cái nắp nó hay. Nhìn nó uyển chuyển ha. Cái viền nó uyển chuyển rất là đẹp. Giống như cái cuốn, cái hoa gì vậy. Đây, đẩy lên. À, xuất sắc chưa? À, nhìn mê luôn ạ. Quý vị nào mà chơi sưu tầm gốm chu đậu mà chưa có sở hữu cái bình này thì ha, tranh thủ quý vị các bạn nha. Cái này đẹp quá. Mà cũng ít thấy nữa quý vị các bạn. Đó, rồng nè. Ha. Hình như là ngày xưa đồ ngự đồ mới được vẽ rồng quý vị các bạn. Chứ còn đồ dân thường là không có được vẽ rồng đâu. Đồ ngự, đồ trong cung, đồ của vua chúa, đồ mấy hoa văn mấy là rồng phụng cái gì các bạn ha. Rất là đẹp. Đây, đo sơ cái chiều cao cho quý vị các bạn nè ha. Luôn cái nắp thì chắc tầm 22 quý vị các bạn. Đó, hơn găng tay tí xíu, hơn găng tay mình tí xíu ha. Đó. Mình là chắc tầm 22 chiều cao. Rất là đẹp. Này thì chắc cái vòng bụng chắc 40 hai găng tay. Mình mà có tiền chắc mình cũng ôm em này mình chơi quá, bình đẹp quá.